Thưa quý vị, sau hơn 6 tháng phát động, Ban tổ chức chương trình bình chọn danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam 2017 đã nhận được hơn 200 hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trong cả nước. Và tối ngày hôm qua tại Hà Nội, 70 doanh nghiệp và 11 cá nhân đã được vinh danh vì sự cống hiến cho sự phát triển của thủy sản Việt Nam. Đây là lần thứ tư Hội nghề cá Việt Nam và Tạp chí Thủy sản Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện này. Công ty này là một trong những doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu chất lượng vàng thủy sản năm 2017, là tập đoàn của Pháp có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thủy sản tại Việt Nam, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, trung tâm nghiên cứu về thủy sản, trại giống. Theo đại diện công ty, thức ăn chăn nuôi chiếm tới 65-70% giá thành sản xuất của tôm. Do đó, công ty luôn đẩy mạnh các công nghệ tiên tiến với các sản phẩm được chứng nhận Global Gap, BAP. Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ mới cho người nuôi. Dự án nuôi tôm siêu thâm canh với tên gọi BioSipec này là một trong số đó. Hình thành quy trình khép kín từ cung cấp thức ăn, quy trình nuôi, nghiên cứu chọn tạo là điều công ty định hướng trong thời gian tới. Và đó là một trong những lý do doanh nghiệp được nhận giải thưởng chất lượng vàng thủy sản năm 2017. Chúng tôi đang tiến hành đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực thủy sản, nhưng để thể hiện được chất lượng thì không chỉ là đối với thức ăn mà bao gồm cả quy trình nuôi, an toàn sinh học, các chế phẩm sinh học. Chúng tôi chính thức đã thỏa thuận mua lại công ty của Canada có trụ sở đặt tại Mỹ, đó là công ty Epico Technology, chuyên về sản xuất các chế phẩm vi sinh. Và với các chế phẩm này, chúng tôi sẽ cung cấp bổ sung và đầy đủ hơn các công cụ giúp cho người nuôi trồng có thể quản lý tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Với tiêu chí hiệu quả xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái, năm nay, cái mới của Giải thưởng Chất lượng Vàng Thủy sản Việt Nam là tôn vinh được nhiều hơn những tập thể và cá nhân có đóng góp về khoa học công nghệ. Các bà con ngư dân bám biển, các đội tàu hoạt động có hiệu quả được biểu dương nhiều hơn. Số lượng doanh nghiệp có cống hiến tăng lên. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đấy chính là những người đã góp phần để xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2017 đạt kỷ lục lên tới 8 tỷ đô la Mỹ. Hy vọng các cá nhân và tập thể này sẽ tiếp tục tỏa sáng là nòng cốt đi đầu, thực hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thúc đẩy ngành thủy sản Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. Bắt đầu triển khai từ năm 2009, đến nay chương trình Chất lượng Vàng Thủy sản Việt Nam đã trao tặng danh hiệu cho 300 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực thủy sản.